đấu đã được bắt đầu với đợt tấn công thuộc về các cầu thủ Hồ Chí Minh City Wings. Henry Nguyễn, Kỳ Quang, và lượt đấu đầu tiên mang về 2 điểm của Nguyễn Kỳ Quang. Và đó có thể xem là một sự khởi đầu tương đối thuận lợi dành cho đội chủ nhà. Số điểm dài bên quảng đàn là một khoảng cách rất xích sầu. Bây giờ thì Thăng Long Warriors đã có thêm được 2 điểm nữa với tình huống ghi điểm thành công của Hoàng Thế Hiển. Và bắn rổ của Quentin Đức Hạnh. Trong trường hợp đó, nếu bóng không vào thì đã có Jay Quân Hiều. Hai điểm được ghi nhận cho Quentin Đức Hạnh và sẽ thêm một quả đá phạt. Andrew Nguyễn, bóng trả ra cho Quentin Đức Hạnh và anh có được thực hiện một pha ném xa rất chính xác. Một pha ném xa rất ngọt ngào của Quentin Đức Hạnh để mang về 3 điểm cho City Wings. Và qua đó giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn điểm 12-11. Đường truyền cho có tiếng còi của trọng tài. Đó là pha ghi điểm của Hoàng Thế Hiển và sẽ thêm quả đá phạt cho số 21 của đội khách. Jay Quang Hiếu thực hiện một pha ném bóng từ xa cũng không thành công. Và như vậy là đấu đầu tiên đã kết thúc với một số điểm tương ứng từ cả hai đội. Chúng ta tiếp tục đến với hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa Hồ Chí Minh City Wings và Thăng Long Warriors. Trung Hoàng Trung chuyền bóng cho Jay Quang Hiếu và một pha úp rổ vô cùng mạnh mẽ. Chúng ta thấy sau khi thực hiện pha úp rổ mạnh mẽ của mình thì Jay Quang Hiếu đã khiến cho cột rổ bên phía đội chủ nhà City Wings bị xê dịch. Tiếp tục là Nguyễn Kỳ Quang bắn ba, lần này thì quả bắn ba của Nguyễn Kỳ Quang đã vào rổ. Quả bắn ba thành công đầu tiên của City Wings ở trận đấu này. Cú ném xa của cầu thủ Thăng Long Warriors, và vừa rồi thì Tô Quang Trung cũng đã thành công với quả ném xa của mình. Ngô Tấn Trung và phản công rất nhanh của các cầu thủ Thăng Long Warriors. Quỳnh Tô Đức Kịch đã rất cố gắng lao vào để thực hiện một pha chắn bóng nhưng không thành công. 2 điểm cho Đoàn Nhất Quang. Ngô Tấn Trung, pha đột phá của Ngô Tấn Trung, trả bóng ra ngoài. 2 điểm nữa cho số 1 Đoàn Nhất Quang, một cầu thủ, một gương mặt còn rất mới của Thăng Long Warriors. Một pha xử lý bóng rất đơn giản và hiệu quả của Jay Quân Hiếu, tránh được và truy cản của Quentin Đức Hạnh và ghi thêm 2 điểm nữa cho Thăng Long Warriors. Nhưng Justin Young đã không tận dụng được cơ hội để ghi 2 điểm. Pha bắn rổ của Henry Nguyễn vào. Pha ném pha thứ 50 của Henry Nguyễn kể từ đầu mùa giải. Dạ, có đây Henry Nguyễn. Nguyễn Thành Nhân thực hiện pha ném bóng. Đó là một pha ném bóng thành công. 2 điểm nữa cho City Wings và đó là điểm thứ 25 của các đội chủ nhà. Quentin Đức Hạnh, anh đang bị Justin Young tạo áp lực rất mạnh mẽ. Cú đá bóng của Nguyễn Thành Nhân chính xác. 2 điểm nữa cho đội chủ nhà City Wings. 34-27. Khoảng cách giải đội đang là 7 điểm. Cơ hội phản công nhanh dành cho chính mình City Wings. Nguyễn Quỳnh Hải ném xa, bóng đã rơi vào trong rổ. Rất đẹp mắt. 3 điểm nữa cho đội chủ nhà và đó là điểm thứ 30. Nhưng khi đó thì lại không thể giúp cho City Wings có được 2 điểm. Justin Young thêm một pha ném bóng chính xác nữa của Justin Young để mang về 2 điểm tiếp theo cho Thăng Long Warriors. Và bây giờ thì khoảng cách giải đội đã lại là 9 điểm. Justin Young kể cho đầu trận cho đến khoảng gần cuối mới ghi liên tiếp 6 điểm. Và bắn rổ của Nguyễn Hình Hải không thành công. Và như vậy hiệp đấu thứ hai đã khép lại. Cách biệt 9 điểm đang nghiêng về cho đội khách Thăng Long Warriors. Tỷ lệ field goal của đội khách là 43% so với 30% của đội chủ nhà. Tuy nhiên thì City Wings lại có tỷ lệ bắn 3 cao hơn 26% so với 11% của Thăng Long Warriors. Ở trong hiệp đấu đầu tiên thì hai hiệp đấu đầu tiên thì Henry Nguyễn đã thực hiện đến tổng cộng là 5 pha ném xa nhưng chỉ thành công có một lần. Bây giờ là hiệp đấu thứ 3. Bóng được truyền ra đến tay của Nguyễn Thanh Nhân.
Và Thành Nhân đã không đánh dứt điểm, nhưng sau đó Đành đã rất nỗ lực để lao vào trận bóng và đã là đổ thành công để ghi thêm 2 điểm nữa cho đội chủ nhà. Henry Nguyễn, đường chuyền của Henry Nguyễn cho Nguyễn Thành Nhân và lên rổ ngược tay, 2 điểm nữa cho Nguyễn Thành Nhân. Vẫn đang là Nguyễn Thành Nhân và đó một pha lên đổ thành công nữa của Thành Nhân để tiếp tục mang về 2 điểm nữa cho Sydney Wing với những nỗ lực rất đáng khen của Thành Nhân ở thời điểm đầu đấu thứ 3 này. Cú đánh xa của Tô Quang Trung, bóng đã rơi vào trong rổ, rất đẹp bắt một pha đá bóng từ rất xa của Tô Quang Trung để kéo dài khoảng cách giữa hai đội từ 3 điểm ra thành 6 điểm. Bóng lại đến tay của Tô Quang Trung. Tô Quang Trung đột phá và lên rổ, 2 điểm được ghi cho Tô Quang Trung ở trong tình huống vừa rồi. Và khoảng cách 6 điểm nhà đội lại được tái lập. Và đấu thứ 3 này chỉ còn lại có gần 3 phút nữa là sẽ kết thúc. Tô Quang Trung, Tô Quang Trung có định đột phá vào dưới rổ và anh đã được thêm 2 điểm nữa cho Thăng Long Warriors. Không như vậy đó còn là tình huống end one. Tô Quang Trung, Jay Quang Hiếu, anh có được thực hiện một pha ném xa và đó là một pha ném xa chính xác của Jay Quang Hiếu để mang về thêm 3 điểm nữa cho các cầu thủ Thăng Long Warriors. Nguyễn Thành Nhân và bắn rổ từ xa không vào. Và như vậy hiệp đấu thứ 3 đã khép lại, cách biệt là 13 điểm nghiêng về cho Thăng Long Warriors. Chúng ta tiếp tục quay trở lại với hiệp đấu thứ 4, trận đấu giữa Hội Minh City Wing và Thăng Long Warriors. Justin Young đã giúp cho Thăng Long Warriors kéo giãn khoảng cách giữa hai đội ra thành 15 điểm ngay ở đầu đấu thứ 4 này với pha đổ thành công vừa rồi. Là Corey, anh đã bị trượt ngã, rất đáng tiếc. Mặt sân đã trở nên khá trơn trượt. Jay Quang Hiếu đã là người tiếp in để mang về thêm 2 điểm cho Thăng Long Warriors. Và bây giờ là cơ hội phản công nhanh cho Jay Quang Hiếu. Một pha đổ rất nhẹ nhàng của Jay Quang Hiếu, nhẹ nhàng và hiệu quả để mang về thêm 2 điểm nữa cho Thăng Long Warriors. Henry Nguyễn và bắn ba của Syria Corey. Jay Quang Hiếu đối mặt với Quinn Tờ Lắc, nhưng Jay Quang Hiếu vẫn có được một pha lên rổ thấp tay để ghi điểm, gây thêm 2 điểm nữa cho Thăng Long Warriors. Nguyễn Thành Nhân xoay người lên rổ ngược tay, 2 điểm nữa cho Nguyễn Thành Nhân. Rất cố gắng và rất đáng khen cho Nguyễn Thành Nhân của City Wings. Bóng vẫn còn ở trong sân. Justin Young, cơ hội phản công nhanh dành cho Thăng Long Warriors. Randley đã có được thực hiện một cúp rổ một tay rất đẹp mắt. Vừa rồi là một tình huống mà Randley cho thấy sức bật và nói là rất ấn tượng của mình. Andrew Nguyễn, bàn đá bóng từ rất xa dội rổ, nhưng Hội Minh City Wings vẫn đang là đội chiến thắng. Và Nguyễn Thành Nhân đã vừa ghi thêm 2 điểm nữa cho đội chủ nhà. Thành Nhân đang có một trận đấu rất hay. Henry Nguyễn nỗ lực bắn ba của cầu thủ chủ nhà và đó là pha bắn ba chính xác của Celia Corey. Tiếng còi của trọng tài, như vậy 2 điểm được công nhận cho Nguyễn Thành Nhân. Trương Hoàng Trung chủ động giữ bóng lại, không dẫn lên thêm để ghi điểm. Và trận đấu đã kết thúc, tiếng còi kết thúc trận đấu đã vang lên với kết quả cuối cùng là 90-72 nghiêng về phía các thủ Thăng Long Warriors.